Alo, em lấy đồ đi giao nè chị ơi. Đúng rồi, nghỉ xí đúng không ạ? Được rồi. Em giao đồ thì anh ơi, em đang ngay tìm lỗi cuồng lao nè. Anh lấy anh tên anh đúng không? Em là tên Phi. Mà làm số 13899 đúng Di Thiện. Trả trả thẻ rồi anh. Dạ, dạ. Anh cảm ơn. Cảm ơn anh. Ờ, ngay quán pizza hả em? Hay là quán cà phê nhờ? Quán cà phê. Sơn La đứng rồi trước nè. Ê 3:30 phát được. Ba 30 Phan Đình Phùng đúng không? Đúng rồi, ngay chỗ cách bây giờ đó. Ok. Em quét mã nè. Quét 31 á. Ba mốt nghìn à? Rồi cảm ơn. Đi quận 7 đúng không? Sáu mươi tám nghìn không? Rồi, cảm ơn. Em là Thiên Thiên Ngân đúng không? Ở đây hả? Có em 14 người. Rồi anh có đi gặp cái phim đúng không? Dừng ở đây nha. Rồi tôi em về chợ Hưng Đạo đúng không? Anh ơi, chị từ từ thôi. Anh chưa đi nhanh mà. Em sợ. Sợ tốc độ hả?
Vâng, em anh đi bình thường thôi. Hồi xưa em bị ngã xe nên em nghe tiếng xe nên em hơi ghê. Em ngã xe nhưng mà em tự làm ngã mà đúng không? Vâng. Em tự ngã mà chứ phải ai làm em ngã. Không, bạn em làm em ngã đó. À, thế là bạn chở em là em ngã hả? Vâng. À. Chứ em có dám tự đi xe đâu. Em biết chạy xe chưa? Em biết nhưng mà em không có dám đi. Bây giờ đi xe cứ bị run run đó. À, run run đó. Có mà lái xe chứ hả? Có rồi. Có rồi luôn, kinh nhỉ. Cứ mà lái xe luôn mà không dám đi xe à? Vâng. Em hôm nay 20 rồi đấy. Em 24 rồi. Em 24 rồi, sao sớm chạy con thế? Ra đường có ai bảo em chạy con không á? Có. Chắc tại vì lùn quá. Không, nhìn kiểu tính trẻ con đấy. Em người quê ở đâu nhỉ? Em Bắc Ninh. Bắc Ninh à? Bắc Ninh quan họ đúng không? Nhưng mà có biết hát đâu. Bắc Ninh phải quê của Hòa Minh Di không nhỉ? Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Thế hai bạn em giờ đi đâu đấy? Cũng đến đấy. Đấy là vừa qua đấy hả? Dạ. À, thế sao em đi mình mà hai bạn kia đi chung? Tại hai bạn đấy đi xe chung ấy. À, chơi ba đứa. Chơi em đâu có dám. Đấy đâu. Em đâu có dám tự đi xe đâu. Thế là đi đâu cũng bắt xe vậy hả? Dạ, lúc mới vào tần gọi của Đáp nhưng mà đi ô tô ấy. À. Trong bọn nó bảo là mày bị dở à? Đi thì tốn tiền ấy. Đúng rồi. Thế xong rồi em mới đổi qua đi xe máy ấy chứ. Ở đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Cái quán ấy là quán gì nhỉ? Em không biết tên. Em đặt là 38. Quán này sao? Đúng không? 38B. Đúng rồi. Rồi ăn đâu rồi nhá. Là chị đi hay em mấy anh đó đi? Hả? Ý là ai đi chị đi hả? À, cái anh đó đi. Năm thôi 143 nghìn. Chạy giùm không anh về. Chạy rồi. Rồi, nhiều tiền. Dạ 53 nghìn nha. Dừng đây nha. Dạ, tiền xe là 53 ngàn anh. Bà đưa 53 ngàn đó. Dạ đúng rồi. Rồi, em cảm ơn chú ơi. Ok. Dạ dạ. Rồi, tôi xuống ngay khu chợ Bình Điền rồi anh em ơi. Chắc là ngồi dưới đây tí đợi đơn đi. Hy vọng có ai đó đi chợ về. Trời ơi, xuống ngay chợ Bình Điền này hơi bị xa luôn á. 20 minutes later. Bảo đúng không anh? Hả? Anh gửi của Bảo gì đúng không? Gửi về quận 7 mấy bịch tôm khô. Dưới nó chả cướp nha. Chả cướp? Ừ. Tuy nó chảy nước hả? Không, cái này nó khô mà. Sao có nước vậy? Để hàng đông không chứ. Trên này nó đồ sạch. Sợ hàng đông tôm nước à. Rồi em đi luôn anh này. Tôi xuống Bình Điền tôi ngồi tầm 20 phút anh em, được đơn này giao hàng về lại quận 7 gần ngay bên khu dân cư Him Lam này. Lát nữa chạy qua cầu là qua bên khu Trung Sơn. Anh lấy hàng chạy Bình Điền đúng không? Con 82 nghìn nó lại 120. Rồi anh cảm ơn. Chiều hóa nổ. Thôi mình chạy qua lại khu Trung Sơn các bạn ơi. Mình về. Đúng rồi. Dạ. Em ngồi một bên em phải báo anh chứ. Em lên một cái như là sắm chớp vậy. Em đạp cuốc xe này lâu không?
Hả? Em đặt cuốc xe này lâu không? Là sao? Ý là có lâu không á? Không. Ở làm cái nó nổ liền. Tại thấy em đứng đợi nãy giờ tưởng lâu lâu rồi. Giờ em về chưa? Dạ. Giờ em về luôn chưa hay là? Dạ, đi qua bển lấy đồ, lấy xe rồi về. Tại đi qua đây hỗ trợ sợ đi xe công an bắt. Ý là có uống bia rồi hả? Đúng rồi. Chứ em ở đâu? Ở bên quận 8. Là bình thường em làm bên quận 8 hả? Không, làm bên bển. Bên Liên Kiệt đó hả? Đúng rồi, qua đây hỗ trợ. Xong rồi ví dụ cùng chi nhánh á, người ta mượn thì mình phải đi hỗ trợ. Là em làm tự do hay em làm cố định? Ở đây giống như là má mì cũng dễ, ví dụ có ngoài thì xin má sẽ cho đi thôi. Bọn này là tại vì chung chi nhánh đúng không? Đúng rồi, chung chi nhánh bắt buộc phải đi. Ngái lắm, cái tiền ngồi bàn không có nhiều hết trơn, tiền xe đi đi về. Đúng rồi. Tiền đóng tiền bàn đâu còn nhiêu đâu. Xe đi đi về gần trăm. Nãy ba đứa đi gáp, chặn ba đứa đi cũng đỡ. Còn giờ về mình nên thôi đi xe máy rồi. Nãy con bé kia chồng nó ướt rồi nên thôi đi xe về. Sao em kêu người yêu rước cho đỡ tiện, đỡ tính tiền. Về cũng ly tự mình về. Xin như thế này mà chưa có anh nào tia được trời. Ủa quê anh đâu? Anh đó hả? Ừ. Anh ở quê anh ở đâu hả? Ừ. Anh ở Bình Thuận. Em ở đâu? Ở Đắk Lắk. Đắk Lắk hả? Rồi người ta nói gái Đắk Lắk xinh lắm giờ anh mới tin á. Trời ơi, xuống quá. Anh tưởng đâu Đắk Lắk còn là gọi là gái dân tộc á. Có đâu, người Kinh mình á. Người Kinh với dân tộc là chỉ có một phần nào đó thôi. Kiểu dân tộc Tây Nguyên rồi đấy, kiểu vậy. Không. Em có ở gần mấy người dân tộc không? Dân tộc ở một vùng. Người Kinh ở một vùng chứ đâu có ở chung đâu. Anh cũng chở nhiều bạn Đắk Lắk mà kiểu mấy bạn đó nói giọng nó ở kiểu người Bắc nhiều hơn á, đúng không? Em có ở đó, em có gặp người Bắc nhiều không? Thì em người miền ngoài luôn. Miền ngoài là miền ngỡ? Chung, gốc em ngoài Hà Tĩnh. À Hà Tĩnh hả? Hà Tĩnh, Thanh Hóa, mẹ em ở Thanh Hóa, bà em ở Thanh Hóa. Vậy là về nhà em nói giọng gì? Về nhà em nói tiếng của người nhà. Giọng Hà Tĩnh? Đúng rồi. Hay rồi. Nhưng mà em nói giọng này nghe cũng hay mà. Kiểu đi làm thì nói giọng này, còn về nói với người nhà thì nói. Tại vì hồi xưa lên đây á, cái nói giọng đó cái người ta không hiểu gì. Em được 20 chưa? Vậy, 28 tuổi rồi ba ơi. Cái gì? Em bao nhiêu? 28 tuổi. 26 hả? 28 tuổi, 27 tuổi. Sao nhìn trẻ quá vậy? Được 28 tuổi. Trời ơi, già muốn chết thì còn trẻ em. Trời, nhìn như mấy bé mà mới 18, 19 vậy? 97 đúng không? Ừ, 97. Ủa sao sinh mà là 97 không? Không có, lộn, nói 27 tuổi đúng không ta? 97 đúng rồi, 97, 27 tuổi, chuẩn bị được 28 tuổi rồi. Trời, còn trẻ trắng. Thôi giờ này hết chuẩn bị tuổi 30 hết thanh xuân rồi. Hết thanh xuân hả? Trời, chỉ cần em gặp đúng người là lúc nào cũng có thanh xuân nữa đó. Không. Giờ trong đầu chỉ có hai chữ trả tiền vậy anh. Em có anh chị em không? Có. Có hả? Nhắc em chị đầu quá. Em Út. Ồ, em Út à? Là có chị anh em ở bên Bình Tân á. Chị ở dưới quê với mẹ. Ôi, gia đình cũng đông hả? Ba chị ba em hả? Em. Ba anh em hả? Anh như năm nha. Anh 96. Người ta nói gái hơn hai trai hơn một đúng không? Cái gì? Người ta nói gái hơn hai trai hơn một đúng không? Ai biết đâu, đúng nè. Ủa sao nghỉ trễ vậy? Giờ này còn chảy nữa hả? Thì anh biết em chuẩn bị về anh đợi. Trời ơi, sợ sợ. Trời. Anh đợi em nãy giờ luôn, giờ em mới chịu về. Anh đứng ở đây giờ một tiếng rưỡi rồi. Ở đâu? Ở Trung Sơn. Đứng bánh hả? Hả? Đợi em về nè. Thôi sao sao. Thiệt. Nãy tưởng con nhỏ đó về đặt uống bánh về. Em mà đặt uống bánh về sao anh có cơ hội được chở em trời. Em phải đặt hai bánh chứ. Ủa anh đâu? Hả? Anh ở đâu? Anh ở Tân Bình. Tân Bình hả? Ừ. À xíu vậy về Tân Bình hả? Nãy chở khách qua bên đây hay gì mới ở bên đây? Thì nói chung là anh chạy xe thì anh sẽ chạy vòng vòng Sài Gòn thôi. Hồi nãy anh chở khách về quận 7 xong rồi anh chạy tàn tàn qua lại bên đấy đợi. Anh mà không chạy qua đó thì sao mà chở em về được? Thì người khác chở về. Người khác chở về hả? Trời, thì bởi vì em mới nói cơ hội chỉ đến một lần thôi chứ đâu đến lần thứ hai đâu. Nãy bắt đang ở đâu, túc lúc ở đâu dưới kia chứ đâu phải là ở gần quán đâu. Ai? Nãy bắt chiếc này nè. Bắt anh đó hả? Ừ. Gần em hả? Không. Gần xa. Vậy là cái áo em nó bị lỗi rồi đó. Có nghĩa là em ở quận 8 em chạy qua Lý Thường Kiệt em làm. Đúng rồi. Quận 8 là em ở đường nào? Tạm Bụ. Anh hay chạy qua đó ngoài. Chạy qua đó chi? Chạy qua đợi em. Trời. Giỡn chứ có khách chạy qua đó chứ. Nói chung cũng hay qua đó, có đơn đi qua đó hoài à. Hồi nãy mới đứng ở Tạm Bụ rồi đi qua đi lại hoài Tạm Bụ xong chạy qua quận 7. Tạm Bụ trắng lắm. Hả? Tạm Bụ trắng. Vắng hả? Ừ thì vắng thiệt. Hồi xưa thì đông nhưng mà bây giờ thì vắng. Cái đợt trước em làm bên Tạm Bửu mà. Cái quán đó, ngay Tạm Bửu mà của chi nhánh của nó đó. Nó đóng cửa rồi nó chuyển qua bên này. Chuyển qua bên này đi xa mới chứ. Xa không? Ừ. Thôi để mai anh qua anh chở đi làm cho. Trời sập, mai mưa to. Gì?
mai nói gì nghe bi đát quá vậy. Để xong mai mới coi hả? Mai là mấy giờ? Mai là 11 rưỡi. Là giờ trưa hả? 11 rưỡi đi à? Là ý là em đi làm là em đi xe của em hả? Vậy. Hay là em bắt xe? Đúng rồi, buổi sáng em đi xe. Hôm nào xỉn em đi đát về. Rồi xe em dùng đâu? Em lái xe em đang để bên ngoài. Bây giờ em... qua quán lấy xe về. Ý là em nói em buổi sáng thì em đi xe xong rồi nếu mà xỉn em đi bắt Grab về rồi em thì đi em về. Lấy xe quán. Rồi ngày hôm sau em lại đi Grab qua bên quán nữa. À, thì thật ra Tân Bình chạy lên quận 8 nó cũng xa nhưng mà có lý do thì nó cũng gần thôi. Hả? Thì thật ra Tân Bình chạy lên quận 8. Ủa đi thẳng được mà, đi thẳng. Nó cũng xa á. Nhưng mà có lý do thì nó cũng gần thôi. Chắc mai mưa to. Sớm chớp mưa. Mai mưa to thì anh em phải áo mưa lo gì. Thế mình kết bạn đi không? Hôm nào em đi khuya về anh chở về cho. Ở đây hả? Không. Ý, bậy. Quẹo phải. Liên kỳ đúng không? Ừ, đọc Zalo đi. Anh chủ yếu chạy đêm không à? Đọc Zalo đi. 0965, này đúng không? Ờ. Ok. Chuyển khoản luôn hả? Không, em tin lại chuyển sang nghe. Ok.